chào quý vị và các bạn. Hiện nay bão Bofa vẫn di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Dự báo đến trưa ngày mai thì vị trí tâm bão sẽ cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 410 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Ngay sau đó bão di chuyển chậm và có khả năng đổi hướng, di chuyển lên phía Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến trưa ngày 8 tháng 12 thì vị trí tâm bão ở vào khoảng 15 độ Vĩ Bắc, 115,3 độ Kinh Đông và chỉ còn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 390 km về phía Đông Nam. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực giữa Biển Đông bao gồm cả vùng biển phía Đông Bắc của quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15, có mưa rào và dông mạnh, biển động dữ dội. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với đới gió Đông Bắc mạnh, nên khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Thưa quý vị, hiện nay tại khu vực Tây Nguyên có thời tiết khá lý tưởng cho du lịch bởi tiết trời lạnh về đêm và ban ngày có nắng ấm. Đặc biệt là tại thành phố Đà Lạt, hiện nay đang là thời kỳ lạnh nhất trong năm và cũng là thời kỳ thu hút khách du lịch từ mọi miền đất nước. Bởi du khách đến đây không chỉ để thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên của thành phố mộng mơ này, mà còn được cảm nhận cái lạnh nhẹ nhàng không đến nỗi khắc nghiệt như ở các tỉnh miền Bắc. Ngoài những địa danh tự nhiên nổi tiếng vốn có như Hồ Xuân Hương, Hồ Suối Vàng, đỉnh Lang Biang, Thác Cang Ly hay những kiến trúc độc đáo như Thiền viện Trúc Lâm, nhà thờ Con Gà hay các biệt thự và dinh thự nổi tiếng, thì một điều đặc biệt cho du khách khi đến với Đà Lạt vào thời gian chính là mùa hoa dã quỳ. Du khách có thể bắt gặp ở bất cứ đâu sắc óng vàng của dã quỳ, từ ven đường, len lỏi trong ngõ nhỏ, thấp thoáng bên hàng rào những ngôi biệt thự cổ kính, tỏa sắc rực rỡ trên đồi cao hay bạt ngàn dưới những tán thông. Thời tiết của các vùng du lịch trong đất liền và hải đảo sẽ được dự báo tiếp sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đêm nay và ngày mai trời nhiều mây, có mưa ở vài nơi, chủ yếu là mưa nhỏ, gió nhẹ, trời rét. Cụ thể thì tại Điện Biên, nhiệt độ thấp nhất là 16 độ, cao nhất là 24 độ. Tại Sapa, nhiệt độ chỉ từ 8 đến 14 độ. Còn ở Tam Đảo, nhiệt độ cũng chỉ dao động từ 10 cho đến 13 độ. Tại Hà Giang, Hạ Long và Hải Phòng, tiết trời còn nhiều mây, có mưa nhỏ ở vài nơi với gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, trời rét. Tại Hà Giang, nhiệt độ thấp nhất là 15 độ, cao nhất là 18 độ. Hạ Long nhiệt độ dao động từ 15 đến 23 độ, với độ ẩm khoảng 95%. Thành phố Hải Phòng nhiệt độ phổ biến từ 16 đến 23 độ. Xuôi xuống khu vực Bắc Trung Bộ, tại Sầm Sơn, Phong Nha, Kẻ Bàng và Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, phía Bắc trời rét. Tại Sầm Sơn mưa và rét, nhiệt độ thấp nhất là 17 độ, cao nhất là 20 độ, với độ ẩm khoảng 85%. Tại khu du lịch Phong Nha, Kẻ Bàng, có mưa nhỏ và rét về đêm, nhiệt độ dao động từ 19 đến 23 độ, với độ ẩm khoảng 80%. Tại thành phố Huế có mưa nhỏ và lạnh, nhiệt độ ngày đêm phổ biến từ 20 đến 23 độ. Tại Đà Nẵng, Hội An và Bà Nà trời nhiều mây, có mưa rào ở vài nơi, riêng Bà Nà còn có mưa phùn và sương mù, trời rét. Tại Đà Nẵng, nhiệt độ ngày đêm là từ 23 đến 26 độ, với độ ẩm khoảng 70%. Phố cổ Hội An nhiệt độ thấp nhất là 22 độ, cao nhất là 27 độ. Tại Bà Nà thì nhiệt độ chỉ từ 15 đến 20 độ. Thời tiết biển Nha Trang, Mũi Né và Vũng Tàu còn khá thuận lợi cho du lịch bởi trời có nắng cả ngày và không mưa. Cụ thể thì tại Nha Trang nhiệt độ thấp nhất là 25 độ, cao nhất là 29 độ. Khu du lịch Mũi Né nhiệt độ dao động từ 23 đến 31 độ. Còn ở thành phố biển Vũng Tàu nhiệt độ thấp nhất là 26 độ, cao nhất là 33 độ. Đến với vùng cao Tây Nguyên, tại đây có mây thay đổi, ngày nắng, tuy nhiên thì ban đêm tiết trời khá lạnh, một vài khu vực có rét về đêm. Tại Pleiku, nhiệt độ ngày đêm phổ biến từ 19 đến 28 độ, Buôn Ma Thuột nhiệt độ dao động từ 20 đến 28 độ, còn thành phố Ngàn Hoa Đà Lạt nhiệt độ chỉ từ 15 đến 21 độ, với độ ẩm khoảng 65%. Thời tiết của Nam Bộ có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông ở vài nơi, chủ yếu là mưa nhỏ và tập trung ở vùng ven biển. Tại Tây Ninh, nhiệt độ thấp nhất là 24 độ, cao nhất là 33 độ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ dao động từ 22 đến 32 độ. Còn ở rừng U Minh thì nhiệt độ thấp nhất là 26 độ, cao nhất là 32 độ. Đến với du lịch biển đảo Phú Quốc và Côn Đảo, thời tiết có mưa rào và dông nên không mấy thuận lợi cho du lịch biển đảo, đặc biệt là các hoạt động du lịch khám phá cảnh quan miền biển bằng ghe thuyền. Ở Côn Đảo, nhiệt độ thấp nhất là 25 độ, cao nhất là 30 độ, còn ở Phú Quốc, nhiệt độ phổ biến từ 24 đến 31 độ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin du lịch của kênh VTC14. Xin kính chào và hẹn gặp lại!